Nghị định thay thế Nghị định 86 về điều kiện kinh doanh vận tải đến nay vẫn chưa thể ra đời do còn nhiều tranh cãi về chính sách quản lý các loại hình vận tải. Trong đó, các hiệp hội vận tải taxi cũng như các doanh nghiệp taxi truyền thống đều nhiều lần cho rằng họ bất bình đẳng về thuế so với taxi công nghệ. Tuy nhiên, phía Bộ Tài chính đã khẳng định chính sách thuế của các loại hình kinh doanh vận tải hiện nay đều bình đẳng và công bằng. Dù luôn bị các hiệp hội vận tải, hiệp hội taxi và các hãng taxi truyền thống cho rằng taxi công nghệ trốn thuế, áp dụng thuế không bình đẳng. Nhưng mới đây, Chi cục thuế quận 10 thành phố Hồ Chí Minh đã công bố tiền nộp thuế của Grab vào ngân sách nhà nước trong năm 2018 là hơn 441 tỷ đồng. Phía Grab cho rằng việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước đều làm đúng theo quy định mà ngành thuế áp dụng. 5 năm hoạt động tại Việt Nam, chúng tôi luôn chủ động phối hợp với các cơ quan thuế để minh bạch việc nộp thuế của mình. Chúng tôi khẳng định không có việc trốn thuế và luôn thực hiện nộp thuế theo đúng quy định mà cơ quan thuế áp dụng cho chúng tôi. Trước ý kiến cho rằng taxi công nghệ trốn thuế và thực hiện nghĩa vụ thuế không bình đẳng, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính khẳng định, cơ quan thuế đã nghiên cứu áp dụng tối đa quy định luật thuế hiện hành để thu thuế xe hợp đồng điện tử, đúng quy định của Bộ Giao thông Vận tải khi áp dụng cho xe taxi công nghệ. Chính vì vậy, chính sách thuế cho các loại hình vận tải đều bình đẳng và công bằng. Hiệp hội cũng có nói rằng là chính sách là không bình đẳng, thì chúng tôi khẳng định chính sách thuế hiện nay là đang bình đẳng đối với các đối tượng cùng tham gia các hoạt động kinh doanh vận tải. Thứ nhất, bình đẳng về loại thuế phải nộp là nộp giống nhau, thuế giá trị tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp, đối cá nhân thì thuế thu nhập cá nhân. Còn thứ hai, bình đẳng về thuế suất áp dụng là đều là thuế suất 10%, duy chỉ do các phương pháp hạch toán kế toán khác nhau dẫn đến các phương pháp nộp thuế khác nhau. Thì báo cáo với hội nghị là như vậy, thì chúng ta khẳng định với nhau là chính sách thuế là bình đẳng, là giống nhau, không có sự khác nhau, không có sự phân biệt. Phân tích của chuyên gia cho thấy việc áp thuế trong hoạt động vận tải của cơ quan thuế đều được tính toán kỹ và chính sách thuế cho vận tải đã quy định rõ ràng trong luật. Cái chính là phải làm rõ việc cung cấp dịch vụ giữa taxi truyền thống và taxi công nghệ để chúng ta so sánh có bình đẳng hay không bình đẳng. Cái mà chúng ta cần điều chỉnh ở đây là đặt ra một cái thị trường cho các cái đơn vị cung cấp nền tảng. Grab, T-Net, FastGo làm như thế nào để họ có thể bình đẳng. Chứ theo quan điểm của tôi thì lại không nên đặt vấn đề nó đặt trong mối cái mối tương quan với taxi truyền thống, bởi vì là họ ở hai cung cấp hai cái dịch vụ khác nhau. Một đằng là cung cấp dịch vụ vận tải trực tiếp, một đằng là cung cấp dịch vụ nền tảng. Thời điểm hiện nay, nghị định mới thay thế nghị định 86 về điều kiện kinh doanh vận tải vẫn chưa thể ra đời. Phía Bộ Giao thông Vận tải cho rằng để bình đẳng giữa taxi truyền thống và taxi công nghệ thì vừa phải bỏ bớt các điều kiện của taxi truyền thống, đồng thời gắn màu cho taxi công nghệ. Tuy nhiên, phương án này cho đến nay vẫn còn gây nhiều tranh cãi.